trong không khí se lạnh cùng con phố của mảnh đất Sài Thành nơi đây đã được trang trí bởi những sắc màu rực rỡ của mùa Giáng sinh. Hôm nay, học sinh trường Trung học phổ thông Hiệp Bình chúng tôi thiết kế lên ngôi nhà Giáng sinh này như là một món quà gửi tặng tới các bạn. Đây là một sản phẩm được làm hoàn toàn từ handmade, lấy ý tưởng từ việc tái chế rác thải trong sinh hoạt như que kem, ống hút, bì nhựa, giấy báo bỏ đi. Chúng tôi đã kết hợp cùng với công nghệ và nguyên vật liệu mang tính khoa học như kim, đèn LED. Chúng tôi đã cùng chung tay nhau xây dựng nên ngôi nhà Giáng sinh. Ngôi nhà được làm từ 500 que kem, kết dính từ keo lớn. Bên cạnh đó còn có những chuỗi đèn LED tô điểm thêm cho ngôi nhà. Và trong đêm Giáng sinh thì không thể nào thiếu được hình ảnh của cây thông, phải không nào? Và chúng tôi và bài học công nghệ transistor và biến trở để điều khiển cái tốc độ quay của motor đó, chúng tôi áp dụng vào làm cho cây thông này quay trong lúc chú người tuyết của chúng ta là biểu tượng đặc trưng của những đêm Noel. Các bạn có thấy chú người tuyết của chúng ta thật vĩ đại và lung linh không? Chúng tôi đã gắn từ 150 chiếc ly, những chiếc đèn LED, giấy, khăn và bông gòn vụn để tạo nên chú người tuyết đáng yêu như thế này như các bạn đã thấy. Và đến Việt Nam, như là cái tỉnh miền Nam nơi có cộng đồng quanh năm, thì hình ảnh những bông tuyết trắng tại những đêm Giáng sinh ở nhiều nơi trên thế giới là một thứ rất đáng mong đợi và mỗi người luôn mong chờ một lần nhìn thấy. Vì vậy chúng tôi đã bắt đầu phát minh và phát triển ra một thứ rất là thú vị từ một vật phẩm rất là quen thuộc trong đời sống của chúng ta, đó chính là tả em bé hay gọi là bệm. Tả lót của em bé thì có một hợp chất gọi là natri polyacrylate. Đây là một hợp chất có khả năng thấm hút một lượng nước gấp 300-400 lần khối lượng của nó. Khi chúng ta đổ nước vào hợp chất này, nó sẽ tạo ra một hỗn hợp gel và chúng tôi gọi cái hỗn hợp này là tuyết trắng. Nếu như các bạn đổ nước vào mà không thấy đủ độ xốp hay độ lạnh, các bạn có thể đổ thêm nước vào và để tủ đá, từ đó sẽ tạo ra những bông tuyết như là thật như các bạn đã thấy. Ngôi nhà Giáng sinh ấm áp rực rỡ này được thực hiện bởi những đôi bàn tay khéo léo, kiến thức mà chúng tôi học được từ trong sách vở, nhất là được làm bằng cả trái tim, tấm lòng, sự gắn bó như là một món quà vô giá gửi tới các cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích của Aladdin về những người vô gia cư và nghèo khổ. Chúc một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you